Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn ha. Thì mình đang có các dòng loa vi tính 2.0 của Bose các bạn. Thì mình có 4 mẫu ha, để ở trên cái bàn như thế này. Thì lần lượt mình giới thiệu ha. Thì cái mẫu đầu tiên mình đang test nhạc trên cái bộ này. Thì đây là Bose Companion 2 Series 1 các bạn ha. Thằng này là Bose Companion 2 Series 2 và thằng này là Bose Companion 2 Series 3 các bạn. Và cái bộ bên cạnh là cái bộ là Bose MediaMed Speaker System ha, cái dòng MediaMed. Rồi ok, thì bây giờ mình mở một cái đoạn nhạc và sau đó mình sẽ quay sơ về cái phần ngoại hình của cái ba bộ này nha. Ok nha, thì mình vừa xoay ra cái mặt sau các bạn. Thì bốn cái dòng ở đây á, thì nó có đều có chung một cái đặc điểm nha. Rồi ok, sẵn mình quay phía sau luôn các bạn. Nó đều có chung một cái đặc điểm là gì? Là một loa thì nó sẽ chứa công suất ha. Và chúng ta sẽ ghim điện trực tiếp vô cái loa này thông qua một cái adapter nha các bạn. Adapter của nó thì điện autovol ha, chúng ta cắm ở đâu cũng được các bạn. Và nó có một cái đường nó đi nối qua cái loa, từ cái loa có công suất nó nối qua cái loa không có công suất ha, nó nuôi được cái loa còn lại. Và nó sẽ có hai cái đường nhạc đầu vào nha các bạn, và nó sẽ có lỗ thông hơi ở hai loa đó. Tất cả các
ở đây model thì các bạn đều thấy nó là tương tự. Ở đây nó chỉ có một cái điểm khác biệt là dòng cơm 2 Series 3 là nó cái đầu input của nó vào là cái đầu jack 3.5 ha. Còn cái dòng MeddaMate này và dòng cơm 2 Series 1 thì nó là đầu vào bằng hai cái jack là bông sen nha các bạn. Còn dòng Series 3 thì nó là jack 3.5, nó chỉ khác vậy thôi. Đó rồi cái mặt trước của nó thì nó tương đương với nhau ha. Mặt trước thì tương đương với nhau. Mặt trước thì cấu trúc của nó sẽ bao gồm hai cái củ lo ha, toàn giải nha các bạn. Mỗi lo nó sẽ bao gồm là hai cái củ lo toàn giải. Đó. Âm ly tích hợp bên trong mỗi lo ha. Đó. Và nó sẽ có e căng phía ngoài. Thì ở trong ba dòng này á thì trừ cái dòng Bose Companion 2 Series 3 này ra thì e căng nó bằng vải các bạn. Còn lại dòng cơm 2 Series 1, cơm 2 Series 2 và cũng như cái dòng MeddaMate này á thì e căng nó bằng kim loại nha. Ở trong là kim loại. Và đặc điểm phía trước của nó ha, cũng có những cái nét tương đồng với nhau. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là nó luôn hai lo luôn luôn có cái logo Bose, hai lo luôn luôn sẽ có cái nút âm lượng nha các bạn. Đó, và luôn luôn sẽ có cái nút để chúng ta cắm tai nghe ha. Đây là dòng vi tính mà chúng ta để trên bàn, thì khi chúng ta cắm, chúng ta không muốn ồn ào thì chúng ta có thể cắm tai nghe vào, chúng ta nghe trực tiếp luôn, chúng ta không cần phải rút ra cắm vào cái chiếc laptop làm gì ha. Đó, volume, logo Bose các bạn ha, nút âm lượng tương tự nha các bạn. Và tương tự cái dòng này MeddaMate này nó có thêm một cái nút khác các bạn, ngoài cái nút âm lượng của chúng ta vặn lên vặn lớn nhỏ ha, nó sẽ có hai cái nút để chúng ta chọn A và B ha, hoặc ở giữa là mix. Thì chúng ta cắm phía sau tín hiệu A thì chúng ta gạt lên A, và B chúng ta gạt xuống B. Còn nếu mà chúng ta trộn giữa A và B thì chúng ta để ở giữa ha, nó mix. Thì cái dòng này rất là hay nha, rất là hay các bạn. Đó. Nó có chức năng này cũng khá là ok. Đó. Rồi, về nói chung về dòng vi tính này ha, thì hãng họ không ghi công suất nha các bạn, hãng Bose sẽ không ghi công suất. Và chúng ta nhìn với cái thước nhỏ gọn thì thông thường những cái dòng vi tính này chúng ta chỉ để trên bàn làm việc thôi các bạn ha, hoặc là những cái không gian nhỏ thôi, chứ chúng ta không thể nào mà bắt những cái dòng loa nhỏ như thế này mà nó đánh lớn được. Cho nên bạn nào mà có nhu cầu về công suất lớn á, thì các bạn bỏ qua cái dòng loa này. Còn nếu mà các bạn nào cần cái nhu cầu mà nó gọn, nó đẹp ha, những cái nhu cầu phổ thông, ví dụ như chúng ta căn phòng chúng ta nhỏ, hoặc chúng ta để trước bàn làm việc, ví dụ cái bàn làm việc các bạn ở đây, cái chiếc laptop các bạn để ở đây, thì hai cái loa bạn để hai bên, các bạn ngồi ngay đây, thì cái loa nó đánh phải dư sức cho các bạn nghe. Còn nếu mà các bạn mua về các bạn nghe phòng khách này nọ thì có thể là nó sẽ không đủ nha, cái đó là mình nói thực tế rồi. Và dĩ nhiên dòng loa vi tính của Bose này thì chất âm thì phải nói là đặc trưng của Bose rất là nhiều các bạn ha, tiếng rất là sạch sẽ, tiếng rất là trong. Mình bây giờ mình ưa họp online các bạn ha, mình họp qua mạng đó, thì mình dùng cái chiếc loa này để mình nghe những cái người nước ngoài nói các bạn, thì cái tiếng họ nói rất là rõ và rất là dễ nghe ha. Nó sẽ dễ nghe hơn chúng ta cắm và ra những cái chiếc loa có súp này nọ, hoặc là những cái loa vi tính mà của Trung Quốc đó các bạn, thì cái tiếng ồ ề nó không có rõ ha. Cái dòng loa này thì mình dùng họp hội rất là hay ha, mình nghe cái bên kia nó nói rất là rõ. Thì mình họp hội online là toàn là mình dùng những cái dòng vi tính nhỏ này để mình họp thôi các bạn. Thì đặc trưng của Bose là nó chú trọng cái tiếng mic, và những cái hãng âm thanh xịn đó thì cái tiếng cái lời này nọ mọi thứ thì nó đều rất là trong, rất là sạch các bạn. Nếu mà cái bộ này bạn nào mua về cho con em mình học tiếng Anh á, hoặc là học online thì phải nói rất là ok nha các bạn, tại vì nó cái tín hiệu nó xử lý ha, âm thanh ra rất là chuẩn các bạn ha. Và đặc biệt những cái dòng vi tính của Bose này các bạn nghe lâu các bạn sẽ không cảm thấy mệt ha. Hồi xưa khi không có tiền mình mua một cái bộ vi tính của Microlab của Trung Quốc á, mà nghe thời gian cảm thấy rất là mệt các bạn, rất là đuối ha. Nhưng mà những dòng Bose này các bạn có thể nghe lâu được, cảm thấy không mệt mỏi. Rồi ok, với cái những cái bộ ở đây các bạn thì giá của nó rơi vào khoảng là mình bán giá thấp nhất là khoảng 1.850.000 ha, 1.850.000. Nó sẽ đó là giá thấp nhất nha các bạn. Thì nó sẽ trải dài lên tới là trên 2 triệu nha các bạn. Thì tùy bộ và tùy tình trạng phụ kiện này nọ, adapter vân vân nha các bạn. Thì các bạn nào có nhu cầu về dòng này thì các bạn liên hệ với mình qua số điện thoại Zalo 0908 272812 ha. Mình sẽ chụp hình từng bộ, mình sẽ báo giá cho các bạn ha, chi tiết từng bộ ha. Giá trên 1.700.000 ở giá trên 1.850.000 ha. Dài lên tới là trên 2 triệu. Tùy bộ nha các bạn. Đó. Thì dòng này mình có khá là nhiều nha các bạn, có khá là nhiều. Thì tùy bộ, nó có tình trạng chạy xước nhiều giá, mà hàng mà đẹp thì mình sẽ nâng giá tí xíu, còn nếu mà xấu sẽ giảm giá tí xíu. Cho nên hài hòa, nó cân đối bù trừ nha.
Rồi ok, đừng quên nhấn đăng ký kênh của mình nếu các bạn thích các video của kênh của mình nha. Kênh mình chuyên về làm về các sản phẩm của Bose nha các bạn. Chuyên về làm các sản phẩm của Bose đó, cũng như các dòng JBL vân vân mọi thứ các bạn. Nhấn đăng ký kênh để và nhấn nút chuông để tiện cập nhật các video mới. Và đừng quên các bạn Zalo với mình ha, để mình hình ảnh này nọ, sản phẩm này nọ mình đăng trên kênh Zalo rất là nhiều. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn các bạn ở cái video clip tiếp theo.